Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì Hùng mang đến cho mọi người một mẫu giày cầu lông Li Ning chính hãng mẫu mới nhất 2024 với tầm giá bình dân cho em chơi sân bê tông cũng như là tất cả các mặt sân khác đều được nha mọi người. Đôi này có giá gốc thì tính theo tiền tệ thì nó rơi vào khoảng 1 triệu tư. Giá bán tại thị trường Việt Nam nó là 1 triệu 2 và bên Hùng thì đang sale dưới 1 triệu cho anh em nhé. Đôi này có tên là Li Ning Almaty 5, mã là AITU001. Đấy, đôi này có hai màu trắng và xanh nha mọi người. Chất liệu da thì khá ngon và mặt đế thì cũng rất tốt và êm chân. Nói chung là trong tầm giá 1 triệu thì con này đang là rất là đáng tiền của nhà Li Ning nha mọi người. Đấy, nếu mà mọi người muốn một đôi giày ưng ý trong tầm giá vừa phải thì mọi người có thể liên hệ Hùng để đặt hàng nhá. Màu trắng thì hết size 43, còn màu xanh thì hiện tại đang đủ size nhá. Màu trắng thì còn đủ size hết 43.